Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp bài 13 trong chương trình địa lý lớp 9. Đó là bài vai trò, đặc điểm, phát triển và phân bố của ngành dịch vụ. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ. Nội dung thứ hai đó là đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ. Số 1 nhỏ là cơ cấu ngành dịch vụ. Theo em, thế nào là dịch vụ? Hay nói cách khác là dịch vụ là gì? Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế rất rộng lớn và phức tạp. Đó là các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào một cái biểu đồ sau đây. Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ của nước ta năm 2017. Dựa vào biểu đồ này, chúng ta hãy nêu cái cơ cấu của ngành dịch vụ. Nhìn vào cái biểu đồ, chúng ta thấy là ngành dịch vụ gồm có 3 nhóm ngành trong đó. Đó là nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, nhóm ngành dịch vụ sản xuất và nhóm ngành dịch vụ công cộng. Như vậy, trong cái nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng nè, chúng ta thấy có các ngành, đó là ngành thương nghiệp và dịch vụ sửa chữa chiếm 26%. Kế đến đó là nhà hàng, khách sạn chiếm 9,3%. Và tiếp theo đó là dịch vụ cá nhân và dịch vụ công cộng chiếm 4,6%. Đó là nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng. Tiếp theo đó là nhóm ngành dịch vụ sản xuất, bao gồm có giao thông vận tải, bưu chính viễn thông chiếm 8,1%, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chiếm 13,3%, và nhóm kế tiếp đó là ngành kế tiếp đó là kinh doanh tài sản và tư vấn chiếm 11,6%. Đó là nhóm ngành dịch vụ sản xuất. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nhóm ngành dịch vụ công cộng. Nhóm ngành dịch vụ công cộng gồm có khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao chiếm 19,6%, và ngành quản lý nhà nước, đoàn thể, đó là cái nhóm ngành chiếm 7,5%. Như vậy là chúng ta đã biết được cái cơ cấu của ngành dịch vụ là gồm có 3 nhóm ngành rồi ha. Như vậy chúng ta cũng đã kể tên được các ngành trong từng nhóm. Sau đây chúng ta sẽ có một số những cái hình ảnh minh họa về các cái hoạt động dịch vụ. Hoạt động dịch vụ sửa chữa ô tô nè, nhà hàng, khách sạn nè. Hay là các hoạt động trao đổi buôn bán tại các chợ và các siêu thị, đó là các hoạt động dịch vụ tiêu dùng. Kế đến đó là các cái hoạt động giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng tín dụng, đó là các cái hoạt động dịch vụ sản xuất. Và tiếp theo đó là các cái hoạt động dịch vụ công cộng, bao gồm có cái hoạt động văn hóa thể thao, văn hóa nghệ thuật, hoạt động y tế, hoạt động giáo dục và hoạt động bảo hiểm y tế. Đó là toàn bộ các cái nhóm ngành dịch vụ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp là cho ví dụ chứng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng. Để trả lời câu hỏi này, mời các em quan sát một số những cái hình ảnh sau đây. Chúng ta theo dõi cái ngành giao thông vận tải xưa kia nè. Thời xưa khi mà nền kinh tế nước ta chưa phát triển thì các phương tiện giao thông còn hạn chế. Ở các vùng nông thôn thì việc đi lại giữa các vùng này với vùng nọ chủ yếu là người dân đi bộ là chính. Còn đối với những quan chức trong tầng lớp xã hội thì được đi bằng xe ngựa. Còn ở các cái thị trấn, thị xã hoặc là các cái thành thị thì các phương tiện lúc bấy giờ đó là xe đạp hoặc là xe xích lô, xe kéo. Nhưng mà ngày nay thì khi nền kinh tế phát triển, các loại hình giao thông đa dạng hơn và phổ biến rộng rãi hơn.
tiêu biểu là chúng ta thấy đó là các cái hoạt động giao thông vận tải như là ô tô nè, rồi tàu hỏa nè, rồi tàu biển và thêm một cái ngành nữa đó là ngành hàng không. Như vậy chúng ta thấy là hiện nay thì các cái loại hình dịch vụ nước ta ngày càng phát triển, trong đó không chỉ có ngành giao thông vận tải mà còn có các cái ngành khác như là ngành chứng khoán, nhà đất, bảo hiểm, xây dựng các khu vui chơi giải trí, tư vấn du lịch, chăm sóc sắc đẹp hay là tư vấn tâm lý, vân vân cũng được phát triển. Các ngành dịch vụ như là tài chính, ngân hàng phát triển rộng rãi hơn, nhiều hơn so với trước đây. Như vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái vai trò của ngành dịch vụ. Sau đây mời các em quan sát một số những bức tranh. Sau đây, dựa vào những cái bức tranh kết hợp với nội dung sách giáo khoa, hãy cho biết cái vai trò của ngành dịch vụ của nước ta trong đời sống và trong sản xuất. Chúng ta nhìn kỹ các bức tranh này nè. Chúng ta thấy ở đây có cái phương tiện giao thông vận tải nè. Như vậy, các hoạt động giao thông vận tải có cái vai trò gì các em? Thứ nhất là chúng ta thấy có vai trò là vận chuyển các nguyên liệu, các nhiên liệu từ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp để cung cấp cho các cái ngành sản xuất, cung cấp các vật tư, nguyên liệu cho các ngành sản xuất, và đồng thời các sản phẩm của các ngành này cũng được hoạt động giao thông vận tải vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Như vậy thì chúng ta thấy các hoạt động dịch vụ đã, đặc biệt là ngành giao thông vận tải đã tạo ra cái mối quan hệ giữa các ngành sản xuất, giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. Cũng thông qua các cái hoạt động dịch vụ đó thì ngày càng thu hút nhiều lao động, tạo nên nhiều việc làm cho người dân, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống của người dân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế. Tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một số bức tranh. Kế tiếp nè. Dựa vào những nội dung của bức tranh này, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính viễn thông. Có một số gợi ý như sau. Đây là bưu kiện nè, tem thư nè, đây là nơi chuyển phát nhanh nè và các thông tin kinh tế. Như vậy thì ngành bưu chính có vai trò gì đối với sản xuất và cũng như trong đời sống của người dân? Vai trò của ngành bưu chính viễn thông đối với đời sống là vận chuyển thư từ, bưu phẩm, bưu kiện, thông tin liên lạc kịp thời cho nhân dân và cho các tổ chức, làm cho con người xích lại gần nhau hơn, giảm khoảng cách không gian lãnh thổ, giúp cho con người nâng cao ý thức về nhiều mặt, đặc biệt là qua Internet. Còn trong đời sống như vậy, còn trong sản xuất như thế nào? Trong sản xuất thì ngành bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh tế, giúp cho các nhà kinh doanh chỉ đạo sản xuất, tạo cầu nối cho cơ sở sản xuất giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với các nước trên thế giới. Như vậy vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu về cái cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế của nước ta. Đây là phần nội dung bài học của cái phần thứ nhất, đó là cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ hai, đó là đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ của nước ta. Phần số 1 nhỏ, đặc điểm kinh tế. Mời các em quan sát cái bảng số liệu sau đây. Dựa vào bảng số liệu này, chúng ta sẽ nhận xét về cơ cấu lao động và cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của ngành dịch vụ nước ta. Năm 2002, chúng ta thấy nè, năm 2002, lao động trong hoạt động dịch vụ của nước ta là chiếm 25%. Trong khi đó, cơ cấu GDP của cái ngành dịch vụ của nước ta chiếm 38,5%.
Và từ năm 2002 cho đến 2005, 2010, 2013 và 2016 thì chúng ta thấy cơ cấu lao động của cái ngành dịch vụ của nước ta nè, cái tỷ trọng của cái nhóm ngành này chúng ta thấy là tăng liên tục qua các năm. Tăng liên tục qua các năm. Còn về cơ cấu GDP, cái tỷ trọng của cái ngành dịch vụ của nước ta từ năm 2002 cho đến 2013 chúng ta cũng thấy tăng liên tục qua các năm. Tuy nhiên từ năm 2013 đến năm 2016 thì có biến động ở cái ngành dịch vụ. Trong điều kiện mở cửa của cái nền kinh tế thì sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ nước ta đã phát triển nhanh và ngày càng có nhiều cơ hội để vươn lên ngang tầm với khu vực và với quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một cái biểu đồ về cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ nước ta năm 2017. Chúng ta sẽ tính xem tỷ trọng của các cái nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng chiếm bao nhiêu phần trăm và cho nhận xét. Chúng ta xem lại nè, dịch vụ tiêu dùng gồm có thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa 26% nè, khách sạn, nhà hàng 9,3% nè, dịch vụ cá nhân và công cộng là 4,6%. Chúng ta cộng ba số liệu này lại với nhau thì chúng ta sẽ có cái đáp án là tỷ trọng dịch vụ tiêu dùng là 39,9%. Tiếp theo đó chúng ta tính tỷ trọng của ngành dịch vụ sản xuất gồm có giao thông vận tải và bưu chính viễn thông chiếm 8,1% nè, tài chính ngân hàng và bảo hiểm chiếm 13,3% nè. Kinh doanh tài sản và tư vấn chiếm 11,6%. Chúng ta cộng ba số liệu này lại với nhau, chúng ta sẽ có cái đáp án là 33%. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ tính tiếp cái tỷ trọng của cái ngành dịch vụ công cộng gồm có khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao chiếm 19,6% và quản lý nhà nước, đoàn thể chiếm 7,5%. Chúng ta cộng hai số liệu này lại với nhau thì chúng ta thấy cái tỷ trọng của ngành dịch vụ công cộng là 27,1%. Và dựa vào cái biểu đồ này, chúng ta sẽ rút ra nhận xét là cơ cấu dịch vụ của nước ta rất là đa dạng. Trong cơ cấu dịch vụ thì cái dịch vụ tiêu dùng là chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 39,9%. Tiếp theo đó là dịch vụ sản xuất chiếm 33% và dịch vụ công cộng là chiếm tỷ lệ thấp nhất là 27,1%. Như vậy thì chúng ta thấy Việt Nam đang trở thành một cái thị trường thu hút nhiều công ty nước ngoài mở ra các cái hoạt động dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, du lịch, giáo dục, đại học, vân vân. Điều này cho thấy rằng là khả năng thu lợi nhuận của ngành dịch vụ nước ta cao. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cái trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt. Đây là thách thức trong phát triển các cái loại hình dịch vụ ở nước ta hiện nay. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp là dựa vào bảng số liệu về tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của Việt Nam và các nước khác trên thế giới năm 2014. Chúng ta hãy so sánh cái tỷ trọng dịch vụ của nước ta so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Chúng ta thấy nè, tỷ trọng dịch vụ trong GDP của Việt Nam chúng ta là 43,3%, Hoa Kỳ là 79,8%, Pháp là 76%, Thái Lan là 56,6%, Malaysia là 61,3% và Nhật Bản là 73,1%. Như vậy từ bảng số liệu này chúng ta thấy tỷ trọng dịch vụ trong GDP của Việt Nam chúng ta so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn còn thấp. Vẫn còn thấp. Vậy để nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ở nước ta, chúng ta cần phải giải quyết những cái vấn đề gì?
Thứ nhất là chúng ta nâng cao chất lượng lao động của ngành dịch vụ. Thứ hai là hiện đại hóa các cơ sở tầng kỹ thuật. Thứ ba là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nâng cao dân trí. Và thứ tư là tăng cường giao lưu hợp tác với nước ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần số 2, đó là đặc điểm phân bố. Đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ như thế nào các em? Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là sự phân bố dân cư. Vì vậy, ở các thành phố, thị xã và các đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư và có nhiều ngành sản xuất, cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại, ở những cái vùng núi, dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng tính chất tự cung tự cấp, thì các cái hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn. Như vậy thì chúng ta thấy cái hoạt động dịch vụ của nước ta phân bố không đều. Thường tập trung là ở những vùng đông dân, những cái vùng đồng bằng, những cái thành thị lớn, nhưng mà lại hoặc là động kém ở những cái vùng thưa dân, những cái vùng dân cư thưa thớt. Vậy tại sao các cái hoạt động dịch vụ nước ta lại phân bố không đều như vậy? Thì các em nhớ lại ở cái chương số 1 chúng ta học về dân cư của Việt Nam á, thì các em biết là do dân cư Việt Nam phân bố không đều giữa các vùng trong nước, tiêu biểu là giữa đồng bằng, trung du và miền núi, giữa thành thị và nông thôn, do đó các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều. Những khu vực dân cư đông đúc như là đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại, những khu vực dân cư thưa thớt như là Tây Nguyên, Tây Bắc thì hoạt động dịch vụ còn chậm phát triển. Sau đây chúng ta sẽ quan sát một cái lượt đồ. Dựa vào cái lượt đồ này, các em sẽ xác định trên cái lượt đồ hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta. Đó chính là phía Bắc là có Hà Nội và phía Nam là có thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta sẽ giải thích tại sao thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta. Chúng ta sẽ theo dõi những cái bức tranh sau đây. Hà Nội là trung tâm dịch vụ lớn nhất ở phía Bắc. Chúng ta xem những bức tranh sau đây. Ta thấy có những cái trường nè, đại học, những bệnh viện, những cái ngân hàng, những nơi du lịch nổi tiếng của Hà Nội nè. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ theo dõi tiếp những hình ảnh về thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ lớn phía Nam ở nước ta. Như vậy, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta, vì nơi đây là hai nơi tập trung các đầu mối giao thông, vận tải, bưu chính, viễn thông lớn nhất ở nước ta, và ở hai thành phố này cũng tập trung nhiều trường đại học, các cái bệnh viện, các viện nghiên cứu, rồi cũng là hai cái trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn ở nước ta. Ngoài ra, các cái dịch vụ khác như là quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hóa, nghệ thuật, ăn uống, du lịch, vân vân đều phát triển mạnh. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về đặc điểm phát triển cũng như là đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ của nước ta. Đây là phần nội dung ghi bài thứ hai của các em. Các em về nhà, các em ghi lại nội dung bài học ngày hôm nay đầy đủ ha, để củng cố lại kiến thức bài học mà chúng ta vừa học. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, trong cơ cấu GDP, các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là ngành A, dịch vụ tiêu dùng, B, dịch vụ sản xuất, C, dịch vụ công cộng và D là ba loại hình ngang bằng nhau.
Cô đọc lại câu hỏi. Trong cơ cấu GDP, các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất là A. Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng, và ba loại hình bằng nhau. Như vậy trong đáp án A, B, C, D, chúng ta sẽ chọn đáp án nào các em? Chúng ta chọn đáp án A, bởi vì dịch vụ tiêu dùng khi nãy chúng ta đã tính ra được đáp số là 39,9%. Đây là cái hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. Kế đến là câu 2. Một bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào? A. Dịch vụ sản xuất, B. Dịch vụ tiêu dùng, C. Dịch vụ công cộng và D. Không thuộc loại hình nào? Cô đọc lại câu hỏi. Một bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào? A. Dịch vụ sản xuất, B. Dịch vụ tiêu dùng, C. Dịch vụ công cộng và D. Không thuộc loại hình nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án nào các em? Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất, đó là câu B, dịch vụ tiêu dùng. Câu hỏi thứ ba. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở nào? Câu A, dân cư và nguồn lao động. Câu B, thu hút đầu tư nước ngoài. C, trình độ công nghệ, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật tốt. Và D, chính sách phát triển ngành dịch vụ của nhà nước. Câu số 3 cô đọc lại. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào? A, dân cư và nguồn lao động. B, thu hút đầu tư nước ngoài. C, trình độ công nghệ, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật tốt. Và D, chính sách phát triển ngành dịch vụ của nhà nước. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào các em? Chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là trình độ công nghệ, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật tốt. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua nội dung của bài số 13, đó là bài vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ. Các em nhớ là các em ở nhà các em ghi chép nội dung bài đầy đủ cho cô, và để luyện tập lại cái bài mà chúng ta học á, thì các em sẽ làm cho cô ở bài tập 1 và bài tập 3. Sau đó các em xem trước nội dung bài 14 là giao thông vận tải và bưu chính viễn thông, để tiết học sau chúng ta sẽ học tốt hơn. Và bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau các em nhé.